Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dino Man, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Thật sự mà nói, trên đời này không có công việc nào là dễ dàng cả. Có những lúc phải đối mặt với khó khăn hay trở ngại, chúng ta không thể kiềm chế nổi bản thân mà trở nên giận dữ. Nghề làm nhà cổ sinh vật học, nghiên cứu các sinh vật cổ đã tuyệt chủng cách đây hàng chục, hàng trăm triệu năm cũng vậy. Nhất là khi các hóa thạch mà họ trân trọng, nâng niu bị những kẻ bất lương phá hoại đến mức mất đi trạng thái ban đầu, cũng như rất nhiều giá trị khoa học ở trong đó. Khoảng hơn 30 năm trước thì một sự việc như vậy đã xảy ra ở Brazil, và dù hiện nay một phần nào đó hậu quả đã được khắc phục, nhưng các nhà cổ sinh vật học cũng đã đặt cho một con khủng long cái tên kỳ lạ để ghi nhớ sự việc này. Đây có thể không phải là cái tên khủng long hay nhất, nhưng một khi bạn đã nghe và hiểu câu chuyện đằng sau thì chắc chắn bạn sẽ không bao giờ quên. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng thử tìm hiểu con khủng long có danh pháp khoa học cực kỳ độc lạ này nhé. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Vào những năm 1990, Brazil, một trong những đất nước rộng lớn và đông dân cư nhất ở Nam Mỹ, cũng đã trở thành một điểm nóng về hóa thạch khủng long cũng như các sinh vật cổ. Nhiều phát hiện quan trọng đã diễn ra tại đất nước này, mở ra nhiều triển vọng nghiên cứu về khủng long. Tuy nhiên, do sự quản lý lỏng lẻo của chính quyền, tình trạng đào hóa thạch chui và buôn lậu hóa thạch cũng trở nên phổ biến. Nhiều hóa thạch đã bị đưa trái phép ra nước ngoài. Không chỉ vậy, chúng còn bị chỉnh sửa để làm tăng giá trị trong mắt người mua, mặc dù về mặt khoa học thì đó là một trong những hành động hủy hoại ở cấp độ cao nhất. Ở một thời điểm không xác định vào thập niên 1990, những tay săn hóa thạch Brazil đã đào được một hóa thạch hiếm thấy ở gần thị trấn Santana do Carini ở miền đông bắc nước này. Đó là một chiếc hộp sọ hóa thạch lớn của một sinh vật cổ còn tương đối nguyên vẹn, ngoài trừ một số chỗ bị hư hại trong lúc khai quật. Vì hóa thạch càng nguyên vẹn càng bán được giá, đồng thời vì không nhận thức được tầm quan trọng của hóa thạch này, những tay buôn đã quyết định sửa sang lại chiếc hộp sọ một chút sao cho coi được hơn trước khi đem đi bán. Chiếc hộp sọ sau đó được bán cho Rupert White, nhà cổ sinh vật học của Bảo tàng lịch sử tự nhiên Stuttgart, Đức. Từ đây bắt đầu một hành trình khoa học đầy trắc trở của chiếc hộp sọ và các nhà cổ sinh vật học nghiên cứu nó. Ban đầu, do đã bị người bán chỉnh sửa, các nhà cổ sinh vật học đầu tiên nghiên cứu chiếc hộp sọ tin rằng đây là những gì còn lại của một loài rực long khổng lồ, về khu vực tìm thấy hóa thạch nổi tiếng với rất nhiều phát hiện về rực long. Tuy nhiên, khi bài báo khoa học mô tả hóa thạch này được bình duyệt, những nhà khoa học tham gia bình duyệt cho rằng đây là một sai lầm và hóa thạch này thuộc về một loài khủng long theropod thuộc nhánh Maniraptora. Khi xem xét kỹ hóa thạch, các nhà cổ sinh vật học nhận ra rằng đã có những tác động của con người lên sự nguyên vẹn của nó, cụ thể như dùng axit hay bột lắp vết loãng xe để xử lý một số hư hại tự nhiên trên bề mặt. Họ còn bọc phần lớn hộp sọ trong thạch cao để trông nó hoàn chỉnh hơn. Chỉ đến khi chiếc hộp sọ này được chuyển tới Anh để chụp cắt lớp, những hành động phá hoại nghiêm trọng này mới hiện ra rõ ràng. Hóa ra, những kẻ khai quật hóa thạch đầu tiên đã lấy một phần xương hàm trên để chám vào chóp mũi của hộp sọ. Thông tin này đã khiến các nhà cổ sinh vật học tham gia nghiên cứu cảm thấy thất vọng và vô cùng tức giận. Bởi mọi tác động của bàn tay con người lên một hóa thạch có thể khiến những chi tiết quan trọng hư hại hoàn toàn và không thể nhận diện được nữa. Các nhà cổ sinh vật học đã cố gắng làm việc trên những gì còn lại, và đến tháng 2 năm 1996, họ đưa ra kết luận cuối cùng. Chiếc hộp sọ này là của một loài khủng long theropod thuộc họ Đại Long Xương Gai, có họ hàng với Spinosaurus. Dù đã bị phá hoại thì đây vẫn là hộp sọ Đại Long Xương Gai hoàn chỉnh nhất từ trước đến giờ, giúp chúng ta hiểu hơn về họ khủng long đầy bí ẩn này. Tuy nhiên, do vẫn chưa quên cảm giác khi khám phá ra những phá hoại đối với chiếc hộp sọ, nhóm nghiên cứu do nhà cổ sinh vật học David McTeal đứng đầu đã quyết định đặt tên cho chiếc khủng long mới dựa trên chiếc hộp sọ là Irritator, bắt nguồn từ Irritation trong tiếng Anh, có nghĩa là sự tức giận. Do đó, Irritator có nghĩa là kẻ chọc tức, và đương nhiên cái tên này ám chỉ những kẻ đã phá hoại hộp sọ chứ không phải nói về con khủng long. Tên loài điển hình là Challengery, đã theo tên của giáo sư Challenger, nhân vật nổi bật trong các tiểu thuyết của nhà văn Arthur Conan Doyle, cũng có nghĩa là kẻ thách thức. Do đó, chúng ta có danh pháp hai phần đầy đủ của loài khủng long này là Irritator Challengery, đã chọc tức lại còn thách thức. Còn khi dịch sang Hán Việt thì chúng ta có tên của con khủng long này là Kích Long, nghe hơn tên Hán Việt của anh bạn Spinosaurus nhiều. Các nhà khoa học đã xếp chúng vào phần họ Spinosaurini, có nghĩa là trong họ Đại Long Xương Gai, chúng có quan hệ gần gũi với Spinosaurus hơn là Baryonyx. Niên đại của hóa thạch cũng được xác định là 113 đến 110 triệu năm trước, thuộc thế phân trắng sớm. Hộp sọ của Irritator Challengery có nhiều đặc điểm giúp nhận diện nó là một loài thuộc họ Đại Long Xương Gai, thuộc phân họ Spinosaurini. Thứ nhất, đó là hình dạng dài và hẹp, có mặt cắt hơi giống hình tam giác. Thứ hai, lỗ mũi của nó có hình bầu dục và nằm lùi về phía sau của hộp sọ hơn so với các nhóm khủng long theropod khác. Thứ ba, hộp sọ của Irritator có cấu trúc gọi là vòm miệng phụ, tách biệt khoang miệng với khoang mũi, một đặc điểm giải phẫu mà cho đến ngày nay còn tồn tại ở các loài cá sấu. Thứ tư, hàm răng của Irritator bao gồm những chiếc răng hình nón,
sắc nhưng lại không có răng cưa giống các nhóm theropod như bạo long, mà có những đường rãnh dọc theo chiều dài của răng, cũng là đặc trưng về răng miệng của họ đại long xương gai. Cuối cùng, nó sở hữu kiểu mèo đặc trưng của họ đại long xương gai, được tạo thành từ xương mũi dọc theo hộp sọ cho đến mắt. Tuy hình dạng hoàn chỉnh và độ cao của cấu trúc này không hoàn toàn rõ ràng. Nhiều khả năng, chiếc mèo này có mục đích trang trí, giúp những con trưởng thành gây ấn tượng trong quá trình chọn lọc đối tượng để giao phối. Với tư cách là chiếc hộp sọ đại long xương gai hoàn chỉnh nhất từ trước đến giờ, dựa vào đó, các nhà khoa học thậm chí còn khám phá thêm nhiều điều mới mẻ về các loài đại long xương gai. Chẳng hạn như năm 2023, các nhà khoa học đã phục dựng lại từng mảnh xương sọ trên hóa thạch Irritator và lắp ghép chúng theo vị trí ban đầu để tìm hiểu xem điều gì khiến họ đại long xương gai đặc biệt đến thế. Với sự hỗ trợ của dữ liệu từ công nghệ chụp cắt lớp, họ phát hiện Irritator có lẽ đã giữ trong mõm của nó nghiêng một góc 45 độ trong những tình huống cần sự tập trung vào môi trường xung quanh. Tư thế này cho phép con khủng long có một góc nhìn 3 chiều với khu vực ở phía trước, vì khi đó tầm nhìn bằng cả hai mắt của nó không bị cản trở bởi chiếc mõm dài hay bất cứ thứ gì khác. Hơn nữa, hộp sọ của Irritator đã được thiết kế lại trong quá trình tiến hóa để tạo ra những cú cắn rất nhanh với lực không mạnh. Do hình dạng của khớp hàm dưới, khi con khủng long này mở miệng, phần hàm dưới sẽ giãn ra hai bên, giúp mở rộng vùng yết hầu. Điều này tương tự như khả năng của loài bồ đông ngày nay, nhưng có cơ chế cơ sinh học khác nhau. Có những gợi ý cho thấy Irritator ưa thích các con mồi tương đối nhỏ mà nó có thể đớp và gây thương tích nghiêm trọng bằng chuyển động nhanh chóng của hàm rồi sau đó mới nuốt trọn. Dựa trên chiếc hộp sọ này, các nhà cổ sinh vật học cũng đưa ra những ước tính kích thước của Irritator. Có nhiều ước tính khác nhau nhưng nhìn chung, kích thước của cá thể mẫu định danh có thể nằm trong khoảng 6 đến 8 mét chiều dài, cân nặng từ 1 đến 3 tấn, thuộc nhóm có kích thước trung bình cho họ đại long xương gai. Tuy nhiên cũng có những bằng chứng cho thấy đây là một cá thể chưa trưởng thành, do đó kích thước thật sự của khủng long Irritator khi trưởng thành có thể lớn hơn, ước tính chiều dài lên tới 10 mét. Do mẫu định danh của Irritator chỉ gồm một chiếc hộp sọ duy nhất, nên chúng ta hầu như không thể biết phần còn lại của cơ thể Irritator trông như thế nào. Tuy nhiên dựa trên quan hệ gần gũi với Spinosaurus, các nhà cổ sinh học đoán rằng chúng cũng có thể sở hữu cánh buồm được tạo thành từ gai thần kinh trên lưng, nhưng với chiều cao và tỷ lệ so với cơ thể nhỏ hơn Spinosaurus. Cũng vào năm 1996 thì các nhà cổ sinh vật học cũng hoàn thành và mô tả một mẫu vật là hóa thạch xương mõm của một cá thể đại long xương gai khác mà sau đó họ xếp vào một loài riêng với danh pháp khoa học là Ancatura malimae. Tuy nhiên, một số nhà cổ sinh vật học khác lại tin rằng mẫu vật này cũng chính là một cá thể Irritator, dù cho đến nay vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Dẫu vậy thì một số bản phục dựng của Irritator đã dựa vào chính hóa thạch xương mõm này để hoàn thiện hộp sọ, bởi đây cũng chính là phần mà mẫu định danh còn thiếu. Một phát hiện khác thú vị liên quan đến Irritator đó là hóa thạch một chiếc răng được xác định của chi khủng long này nằm trong đốt sống cổ của một con rực long có chiều dài sải cánh lên đến 3,3 mét. Phát hiện này tuy tưởng nhỏ nhưng có thể nói lên nhiều điều về chế độ ăn uống của Irritator nói riêng và các chi đại long xương gai nói chung. Cần biết rằng, tại hệ tầng Romualdo chứa hóa thạch của Irritator, hóa thạch của các loài khủng long ăn thực vật rất hiếm gặp. Tuy nhiên, bên cạnh hóa thạch rất phong phú của các loài cá, người ta còn tìm thấy nhiều hóa thạch của rực long, cá sấu và rùa. Từ đó, các nhà cổ sinh vật học đã dựng lại hệ sinh thái nơi Irritator từng sinh sống. Đó là một hệ sinh thái duyên hải có khí hậu khô nóng, nơi thực vật không dồi dào nhưng lại có nhiều tôm cá và các sinh vật biển. Các loài đại long xương gai có lẽ là động vật săn mồi đầu bảng trong hệ sinh thái này và không quá kén chọn về mặt thực đơn. Chúng không chỉ ăn cá như nhiều hình dung trước đây mà sẵn sàng săn cá rực long và các động vật khác nếu điều kiện cho phép. Vừa rồi là video giới thiệu và chia sẻ một số thông tin thú vị về một trong những loài đại long xương gai đặc biệt và có cái tên cũng rất đặc biệt. Nếu thấy video hay thì đừng quên nhấn đăng ký và theo dõi để cập nhật video mới các bạn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Mẹ Khủng Long TV.